anh em nha, hôm nay mình đang chuẩn bị gã kiểm tra lại cái phần máy của cái chiếc quay nhỏ nha. Nó bị cái trường hợp phản động, nó gặp cái trường hợp là đạp thì nó không có bám nha, nó tuột luôn, giống như là mình đang cắt ba da mà mình đạp như thế nha. Thì thợ mình đang đạp nè, chỉ dùng tay đạp thôi, nó không có bám chút nào. Thì ở cái phần lúc đầu thì mình cũng nghi cái phần nồi nó bị ép nha, mình cũng đã nhóm ra rồi, mình đã nhóm cái phần nồi này ra thử. Nhóm thử cái con ốc nồi này ra và đã xả ốc ra hết luôn, để mà mình loại trừ cái trường hợp mà cái con ốc nồi này nó bị ép nồi nha. Thì mình đã xả ra hết rồi, thì khi đạp thì nó cũng nhẹ te nha, nó không có bám được cái gì hết trơn, như là cái giò đạp này nó chỉ đạp không thôi. Thì thường khi thì một cái máy bình thường thì mình đạp mình phải dùng giò, nhiều cái máy nặng nặng thì phải đạp phải nhúng nó mới xuống nha. Thì cái gối cao nó bị lên cao á, thì ngay cái gối cao thì mình đạp rất khó. Còn cái trường hợp này là nó gặp vấn đề trong máy rồi, cho nên mình cũng đang tháo ra để kiểm tra. Còn bị cái gì thì sau khi tháo ra thì mình sẽ quay chia sẻ cho anh em sau. Còn bây giờ theo cái suy đoán của mình thì mình nghĩ một là đứt sên cam, còn thứ hai là có thể bị ở bên nồi là cái trường hợp như là nó bị đứt cái chuông nha. Có cái trường hợp nó bị đứt cái chuông nồi ở đằng trước của ba càng, thì nó cũng bị cái trường hợp là khi đạp thì nó không bám mà nó nhẹ te nha. Còn thứ hai là có thể là nó bị tuôn ở cái đế nồi sau để mà ăn vào cái phần cốt số á, thì cũng có cái trường hợp nó bị đứt cái phần răng nha, cái phần răng trong cái đế nồi sau. Thì trường hợp đó mình đã từng gặp rồi, nhưng mà nó hiếm lắm nha anh em. Cách đây khoảng cả chục năm trước thì mình cũng có gặp một cái trường hợp như vậy, thì mình cũng không có nghĩ là cái phần sinh cam nó bị nhiều, tại vì cái cọng sinh cam đứt thì mình đạp nó vẫn có cái cảm giác nó hơi nặng nặng nha, tuy rằng nó không có như bình thường, nhưng nó cũng hơi nặng nặng chứ nó không có cảm giác nhẹ te như thế này. Thì trước mắt thì mình sẽ tháo cái phần nồi ra để mình kiểm tra bên nồi xem coi nó bị cái phần nồi trước hay nồi sau nha. Sẵn đây mình quay, mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách để bắt mình để trong những cái trường hợp mà mai mốt xe mình có bị thì được là nó gặp cái trường hợp như thế đó là nó do cái gì nha. Rồi thì tu ốc cũng đúng đó, chạy đi tháo ra giải quyết cái phần này chứ, đi thiếu ốc nữa chứ, người độ thiếu ốc má lá bên nha. Mình nghi cao nhất là nó bị ở bên phần nồi nha, khả năng bị sinh cam thì rất là thấp. Tại theo kinh nghiệm của mình thì nó là như vậy. Thì mình cũng chưa có phát hiện là nó bị cái gì nha anh em. Rồi xong rồi, thì đây
đây rồi, thì cái bệnh nó nằm đây rồi, cái bệnh nó nằm ở cái phần cái nồi trước nha. Thì mình xay nó thì nó không có cái dấu hiệu đi cây dên nha, ngoài cái độ gơ của nó khá là nhiều nè anh em. Cái giờ đạp vô đạp coi, rồi đạp rồi. Giờ mình sẽ tháo cái phần bố ba càng này ra để coi xem nó bị vấn đề gì mà nó không có bám được, trong khi đạp thì nó nhẹ te vậy, nó chưa luôn nha. Bỏ đại đi, kiểm tra cái bố ba càng nè, cái bệnh nằm đây nè. Thì không ngoài dự đoán của mình thì cái chiếc xe này nó bị lỗi ở bên cái phần nồi nha, thì mình cũng đã dự đoán từ đầu. Thì để chính xác nó bị cái gì ở trong cái này, thì khi mình tháo cái nắp này ra mình sẽ rõ. Ở trong đó thì cái phần đế ba càng thì nó có cái răng nó bám vô cái phần dên nha. Gãy rồi anh em ơi. Gãy luôn. Rồi cái trường hợp này thì chắc mình sẽ phải báo với chủ xe. Gãy luôn. Tại vì cái cây dên này nó đã bị gãy cái đầu rồi, cho nên nó không có bắt được vô cái phần dên, cho nên trong khi đạp á thì nó chỉ đi cái phần số này thôi, và nó quay cái phần chuông này thôi, chứ còn nó không có bám được vòng cái đầu dên nha. Cho nên là cây dên nó không được quay, cho nên khi mình đạp cảm giác nó nhẹ te đó là vấn đề do cái xe này nó bị gãy dên, gãy đầu dên. Thì cái dấu hiệu xe này thì cái đầu dên này đã đắp nha, cái đầu dên đắp này chứ không phải là cái đầu dên nguyên, cái đầu dên riêng người ta đã đi đắp. Thì cái dấu gãy của nó mình thấy nó không có giống như là cái đầu dên zin mà bị gãy nha. Thì cái xe này là cái xe thật sự là máy này không phải là máy nguyên bản nha anh em. Cái máy này là được chủ xe đã độ lên máy độ nha, xài trái 54 đi cam cò lớn, nói chung là dên chắc cũng có đôn luôn. Thì cái trường hợp mà xe độ dên đôn thì nó hay có gặp cái trường hợp là gãy dên này khá là nhiều nha. Nếu như cái đồ làm không chất lượng không chuẩn thì cái trường hợp này nó hay bị gãy dên, gãy hoàn xếp. Thì tóm lại, chốt lại cái phần cái bệnh của cái máy này là do nó bị gãy cây dên, mà khi mình đạp nó không có cái cảm giác bám bố nha, cảm giác như nó bị tụt bố nồi và đứt sinh cam. Nhưng cái phần máy này nó bị nặng hơn nữa là nó bị gãy luôn cái tay dên ở bên nồi nha. Rồi thì video clip của mình cũng được xin kết thúc tại đây nha, tại vì mình đã bắt ra cái bệnh đó rồi. Thì còn cái phần này thì mình sẽ liên hệ với chủ xe để thông báo cho chủ xe sửa lại, cho chủ xe biết cái bệnh của nó cũng như là chi phí sửa chữa bao nhiêu. Thì mình báo xong chủ xe đồng ý thì mình sẽ tiến hành tháo ra để thay dên nha, để làm cái phần máy này lại. Rồi video clip của mình đến đây sẽ được tạm dừng. Chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Thì nếu như mình có lãnh được cái phần này thì trong quá trình mà làm thì mình rảnh thì mình sẽ quay clip tiếp chia sẻ cho anh em về cái phần thay dên này nha. Rồi anh em nào thích kênh mình thì hãy bình luận ở phía bên dưới, hoặc là cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình làm những clip tiếp theo hay hơn nha.